là mọi người phải mua cho mình phải nhiều mẫu bên bên em nhỉ. Mét 8 80 kg lấy cho size XL nhá. 209 mà. Ui. Sao mình có ấn nhiều hay không, sao sao rẻ thế? Giá đang là 340k mà. 340k thôi. Mét 83 84 kg lấy cho size XL nhá. Nữ 65 kg lấy cho em size M size L nhá. Tư vấn người ở công ty. Mọi người chị anh chị Phạm Hiên chỉ cứ để lại chiều áo nàng em tìm vấn sai nhá, chỉ cứ để lại thì em tìm vấn sai nhiệt tình luôn. 219 để chắc điều em không có giá đấy đâu. Giá đấy thì làm giá đấy rẻ thì làm sao đó sẽ có được. Rồi nó ngủ với chú Linh. 316k 310k ui sao rẻ thế à, rẻ vậy, rẻ thế. Mét 760 kg đấy trong xe L nhá, xe L hoặc xe M cũng được, M hoặc L là xe vừa. 275k sao rẻ đấy. Mặc áo vào đây, em đang mặc áo đây đây, áo polo đây. Chất liệu là 90% là cốt tông tự nhiên, 3% là sửa son đấy, nên là mặc cực kỳ mát luôn nhá. Đồ co giãn là có này đấy, độ co giãn, độ mềm mại nó lên tới đẳng, một sự đẳng cấp của Quang Linh sửa to à. Đấy thì anh ơ sao nhanh đấy, đã tắm đâu vừa quên thẻ dưới phơi bể bơi. Thấy bảo chi gọi rồi mà. Thẻ đâu? Thẻ. Ủa em đang ở Vinh. Ngày mai đi ký hợp đồng 20 tổ. Một store. Mình đang ở mình người tính nhá. Coi ấy. Xoay đi để đi ra nào. Xoay đi. Được chưa? Khiếp. Có anh nhìn đâu mà. Khiếp. Đang phải tránh. Tin sang bản. Đồ đồ này. Chị Lê đang ở Hà Nội. Chị Lê đang ở Hà Nội nhá. Ơ quên nhầm. Chị Lê đang ở Hà Nội. Mét 83 84 kg lấy cho mình size L nhất trung nha. Trung nha. Mét 72 72 kg lấy cho mình size L nha. Linh ở mình thế là supply đấy. Mét 70 56 kg lấy cho mình size M nha. Lấy cho mình size M. Mét 68 62 kg lấy cho mình size M nha. Khi nào có con đùi bên mình chưa có. Ui, bán được kìa. Áo này bán được. Bán chạy cho mọi người nha. Hiện tại là hết size L rồi. Size là hết size L rồi à. Thế thì anh chuyển qua áo này cho em. Áo này cũng hot lắm, cực kỳ hot luôn. Áo này là một trong những cái áo polo mà em thích. Đấy. Và là màu xanh navy để em hay áo kia để em thích mặc. Bố lôi ngủ suốt, bố lôi đang ốm mọi người, đang ốm. Nên là mọi người thông cảm. Sức khỏe không còn đảm bảo. Lôi này, thằng lôi này khỏe này. Các chú với bố nó uống thuốc suốt ngày mà thằng này. Chém miệng. Xin lỗi lôi nhá. Nâu đủ size đây, màu nâu này đủ size mọi người, mặc đẹp lắm. Này, mặc sáng da cực kỳ luôn, mặc sáng da luôn. Những ai mà da hơi ngăm ngăm thì mọi người cũng phải mặc màu này cực kỳ đẹp nhé. Mọi người bán cô gà nhá. Khô từ từ đã, khô gà cô Lê đang bán, mình chưa được bán, không là chết đấy. Mét 76-77 kg lấy cho em CL nhá, lấy CL màu nâu. Ôi, màu CL V cái màu CL hết rồi thì mọi người chuyển sang màu này cho em cũng được. Màu này đẹp. Cô gà mua gà mẹ. Không có chú không cầm khu gà. Khi nào có lăn khử mùi chắc phải